chúng ta sẽ bước sang ngữ pháp cuối cùng của bài ngày hôm nay, đó là mẫu ngữ pháp te hajimete. Thì cái mẫu ngữ pháp này chúng ta nhìn vào nó và cứ dịch theo đúng cái nghĩa của nó thôi. Hajimete là gì em nhỉ? Là bắt đầu. Lần đầu tiên đúng nhỉ? Thì câu này mình sẽ dịch là lần đầu tiên kể từ khi. Lần đầu tiên kể từ khi thì tôi mới hiểu ra điều gì đó, tôi mới biết được một điều gì đó nhá. Và đó lần đầu tiên, kiểu như là trải nghiệm lần đầu của tôi đấy. Chúng ta sẽ cùng nhìn người ta dịch nghĩa câu này như thế nào trong tiếng Nhật nhá. Hajimete kotoba no imi sono mama, tức là gì nhỉ? Nguyên theo cái nghĩa của cái từ đấy, hajimete đúng không? Và nó giải thích nghĩa cho mình như sau. Kore made wa zutto nanenani datta ga kono toki hajimete henka shita. Tức là gì nhỉ? Cho đến thời điểm đó thì nó vẫn luôn là một trạng thái thế nào nào đó. Thế nhưng mà gì đấy nhỉ? Kể từ thời điểm này thì nó mới lần đầu tiên xảy ra một cái thay đổi nào đó. Nghe tiếng Nhật thì có vẻ là nhà hàng nhằng thế, nhưng mà chúng ta cứ hiểu là lần đầu tiên kể từ khi này thì tôi mới nào thế nào đó, đúng không nhỉ? Hay là mình dùng một từ khác cũng được, dùng từ chỉ khi đi. Chỉ khi thế này thì tôi mới lần đầu tiên nhận ra cái điều gì đó cũng được nhá, ghi vào nhá. Rồi, thế mình sẽ có những cái ví dụ như sau này. Chỉ khi hay lần đầu tiên đến Việt Nam thì tôi mới được ăn phở, hay là tôi mới được ăn đồ ăn Việt Nam, nó nói như nào nhỉ? Vietnam ni kite hajimete pho wo tabimashita. Đúng rồi. Hay là gì nhỉ? Người ta dùng một câu khác, trong một nghĩa khác người ta dùng một câu như thế này này. Umarete hajimete, umarete hajimete nihon Vietnam no ryori wo tabemashita. Kể từ lần đầu tiên, từ khi sinh ra đến bây giờ tôi mới được ăn phở hay ăn đồ ăn của Việt Nam, đúng không? Hay là mình có một câu như này, nghĩa và các bạn thử nghe và cùng dịch nhá. Oya ninatte hajimete kosodate no taihen sa ga kizuka saremashita. Kizuka saremashita. Câu này em hiểu nghĩa gì không? Kể từ khi trở thành bố mẹ thì đúng tôi rồi. Mới hiểu ra được cái sự vất vả của việc chăm sóc con cái. Đúng rồi, cái từ chúng ta có từ là gì nhỉ? Kosodate là gì nhỉ? Nuôi nấng chăm sóc con cái, đúng không nhỉ? Kể từ khi lần đầu tiên mà trở thành bố mẹ rồi thì tôi mới hiểu được ra cái gì nhỉ? Cái sự vất vả của việc chăm sóc và nuôi nấng con cái. Đó nhá. Tức là phải lần đầu tiên như thế thì chúng ta mới nhận ra một điều gì đó nhá. Hay, và chúng ta sẽ cùng nhìn vào phần ví dụ. Chỗ này là te hajimete, ok rồi nhá. Và chúng ta sẽ nhìn vào phần gì nhỉ? Ví dụ của nó, câu số 1 nghĩa cùng đọc nào. Umarete hajimete no kaigai ryoko da. Ok, câu này dễ rồi, dịch là gì đây? Đây là lần đi du lịch nước ngoài đầu tiên của tôi từ khi sinh ra. Đúng rồi, kể từ ngày sinh ra, kiểu như là chuyến du lịch nước ngoài đầu đời, đúng không? Hay câu số 2 nào. Kaiwa wa aite ga ite hajimete seritsu suru. Đúng rồi, seritsu là thành lập, đúng không? Mới có được, đúng không nhỉ? Câu này mình sẽ dịch là gì cho nó thuần tiếng Việt, dễ sang tiếng Việt bây giờ nhỉ? Phải có đúng rồi. Đối tượng thì phải có người nói chuyện thì mới hội thoại được. Đúng rồi. Thứ nhất, cái từ khai qua là hội thoại, là khi mà mình, ví dụ mình nói chuyện tiếng nghĩa chẳng hạn, đúng không? Là hội thoại. Hội thoại thì phải là có hai người, có người nghe, có người nói, đúng không? Thì câu này nó định chính là cái câu như vậy, đúng không? Cái hội thoại, đúng không, thì nó chỉ có được khi mà nó có gì nhỉ? Khi mà có đối phương để ngồi lắng nghe, ngồi nói chuyện cùng với mình. Ok chưa nhỉ? Hay câu số 3 nào. Kuni o hajime hanarete hajimete oya ya kuni no arigatami ga wakatta という. Câu này nghĩa gì nhỉ? Khi chỉ lần, cái lần đúng rồi, lần đầu tiên kể từ khi tôi xa quê hương thì tôi mới hiểu được sự quan trọng của bố mẹ và hay là quê hương đất nước của mình, đúng không nhỉ? Ok, câu này thực ra là một câu nằm trong bài đọc của chúng ta, đúng không? Kuni o hajimete hanarete hajimete oya ya kuni no arigatami ga wakatta という. Đúng nhỉ? Hay, và phần cuối cùng chúng ta có một phần có vẻ phân biệt hai cái mẫu ngữ pháp gần giống nhau là gì nhỉ? Te irai và gì nhỉ? Te hajimete. Te irai mình dịch là gì nhỉ? Kể từ ngày đấy, đúng không? Kể từ ngày, nhưng mà kể từ ngày đấy thì suốt một cái trạng thái nào đó vẫn cứ nguyên như vậy. Sotsun yo stay irai hay là kanozo to wakarete irai mada deai ga arimasen. Đấy nhỉ? Suốt từ ngày chia tay thì vẫn chưa có cuộc gặp gỡ nào. Còn cái thứ hai là te hajimete, kể từ lần đầu tiên thế nào đó thì tôi mới có một cái diễn biến gì đó thay đổi trong người mình chẳng hạn, đúng không nhỉ? Kể từ khi làm bố mẹ thì mới hiểu được cái gì nhỉ? Sự vất vả của việc nuôi dạy con cái chẳng hạn. Ok,
Hiểu chưa? Như vậy là chúng ta đã xong những cái ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Và trong phần này thì tương tự như mỗi lần chúng ta xong mỗi cái ngữ pháp mà gần giống nhau, mình sẽ có phần bài tập đúng không? Phần này thì Nghĩa sẽ cùng các bạn làm nhé. Câu 1 chúng ta điền gì bây giờ? 仕事をして始めて. Shigoto shite hajimete. Lần đầu tiên hay chỉ khi đi đi làm rồi thì thế nào nè? Câu số 1 nè. Oya no, chị Hát đọc gì nhỉ? Kuro. Kuro ga wakatta. Câu số 2 gì nhỉ? Tanoshikatta. Thứ 3 gì? Kanashikatta. Kanashikatta. Kể từ khi hay chỉ từ chỉ khi mà mình đi làm rồi thì mình mới vui vẻ, mới buồn hay là mới hiểu được cái nỗi vất vả của bố mẹ? À. Quá dễ đúng không? Các bạn mấy? À. Đáp án A, E được chứ nhỉ? E. Ok, câu này quá dễ đúng không nhỉ? Đấy. Hay là mình có câu gì nhỉ? Chỉ khi học N2 mới thấy sự khó khăn của tiếng Nhật đúng không nhỉ? Nhưng mà sau ở đấy lấy thì chỉ khi nỗ lực N1 rồi tôi mới thấy tiếng Nhật nó dễ biết như nào, đúng không? Câu số 2 nào. Kanojo stay dai. Điều gì bây giờ? Kể từ ngày quen biết cô ấy thì làm sao? Thì một trạng thái nào đó vẫn luôn tục như vậy, liên tục như vậy này. Kể từ ngày biết cô ấy thì watashi no jinsei wa shiawase da. Là gì nhỉ? Cuộc đời của tôi vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc. Câu này có vẻ hợp lý đúng không? Câu số 2 này. Watashi no jinsei wa yokunattari warukunattari suru. Kể từ ngày biết cô ấy thì cuộc đời của tôi lúc thì gì đây? Lúc thì tốt. Lúc thì kiểu như lên trầm xuống bổng à, lên bổng xuống trầm á, đấy nhỉ? Hay câu C nè, câu C nè. Mae mo so datta ga zutto genki da. Câu này chả liên quan đúng không? Ngày xưa thì cũng như vậy và vẫn gì nhỉ? Vẫn có khỏe mạnh như vậy. Thì nó bán gì bây giờ? Kể từ ngày biết cô ấy thì một cái trạng thái nào đó diễn ra liên tục nào? Cái gì mà diễn ra liên tục bây giờ, cái gì nhỉ? À đúng không? Watashi no jinsei wa shiawase da. Kể từ ngày biết cô ấy thì cuộc đời tôi vô cùng là hạnh phúc. Được chưa nhỉ? Hay, và chúng ta bước sang câu số 3 nhé. Câu số 3 câu này để Nghĩa làm nhé. Nghĩa mọi người cùng nhà làm nhé. Đoạn mới nào. Cắt đoạn này đã. Đấy chị này. Vẫn quay nhưng mà một tí thôi. Vẫn quay gì? Vẫn đang trực tiếp. À thế ạ? No. Tôi nhẹ cắt làm gì? Tại vì cái camera nó không chuẩn. Đang quay à? Đang trực tiếp à? À, đang trực tiếp nói đi. Đang trực tiếp nói chuyện nhưng phải chờ camera được. Nói chuyện này. Hello mọi người. À, hôm nay có kết quả thi GLPD rồi đúng không? Mọi người đỗ hay trượt thì comment mình nhé. Chúc mừng các bạn đỗ nha. Chúc mừng các bạn đỗ từ N5 lên N4. Đây. Mình là đại diện cho tất cả các bạn học viên của zoomody.com. Và hôm nay dự giờ giảng của cô Thanh Mori. Yes. Có bao nhiêu bạn đang xem? Có 1000 bạn. Chém gió. Chém vừa. Chắc các bạn hôm nay nghỉ làm nghỉ học để ngồi nhà xem kết quả gì nữa. Mọi người đỗ không? Đỗ hay trượt? Điểm chắc như thế nào rồi? Thì em đây. Mà như là anh em thôi, không xem làm gì. Chị Thanh lúc sáng nghe thấy mấy lần che cái chữ ở bên này. Không, nghe về anh nhìn thấy được. À, vẫn được. Ok. Đâu có thấy livestream gì đâu. Có mà vẫn đang livestream mà. Dạ. Rồi, chết đi. Xịt tổ, sao em toàn em trượt rồi này. Rồi. Hai, câu số 3 Nghĩa làm nhá. Câu số 3 gì nhỉ? Kare wa Nihon ni kitte nani nani ichiro mo kuni ni modotte inai. Câu này là gì đây nhỉ? Câu này là dễ luôn rồi, Nghĩa đang ăn mấy bây giờ? Irai. Đúng rồi. À. Kare wa Nihon ni kitte irai ichiro mo kuni ni modotte inai. Cái mấu chốt là gì nhỉ? Ichiro mo kuni ni modotte inai gì nhỉ? Không có về nước lần nào cả, đúng không? Tức là gì nhỉ? Liên tục cái trạng thái như vậy và chúng ta sẽ điền là gì nhỉ? Ida, đáp án. Ê. Ê, gì nhỉ? Và mình sẽ bước... Ok, và mình sẽ bước sang câu số môn tay 2 nhé. Phần điền sao nhé. Mời cùng nhau làm nào. Câu số 1 này. Nihon
ramen no tabete inai. Nihon ramen no tabete inai là không có ăn mì của Nhật đúng không? Bây giờ điền gì nhỉ? Ichido mo irai kite Vietnam ni. Thì làm gì bây giờ em? Em thử xếp được không nào? Vietnam ni. Đúng rồi, Vietnam ni. Vietnam ni gì nhỉ? Kite irai. Đúng rồi, kite irai. Mẫu gốc của chúng ta là vete irai đúng không? Nên là nhớ điền nhá. Kite irai gì nhỉ? Ichido mo Nihon ramen no tabete inai. Kể từ ngày gì đấy? Kể từ ngày đến Việt Nam thì gì? Thì vẫn chưa một lần ăn mì của Nhật. Đúng rồi, chưa một lần nào ăn mì của Nhật ta, đúng không nhá? Hay và chúng ta bước sang câu cuối cùng trong phần này nhá, phần bài tập này nhá. Câu số 2 nè. Mời cùng nhau tiến nhá. Kizuita koto ga aru. Kizuita koto aru là gì nhá? Mình nhận ra, mình đã từng nhận ra được cái điều gì, cái điều gì bây giờ. Hito o hajimete taisetsu na. Thế là gì nhá? Ushinatte. Đúng rồi, ushinau. Ushinau đúng nhá. Ushinau là đánh mất. Bây giờ mình sẽ hiểu câu này thì là gì bây giờ. Thứ nhất, hajimete thì đi với thể gì em nhá? Hajimete phải đi với cả thể. Đúng rồi, ushinatte hajimete. Bây giờ ushinatte hajimete. Ok, thứ 1, số 2 giải quyết như nào bây giờ? Bây giờ cái đánh mất cái gì thì phải là đánh mất con người. Đúng rồi, đánh mất con người, gì nữa? Con người nào? Con người taisetsu na hito. Ok, rồi, dịch rất là chuẩn và gì nhỉ? Ghép rất là ok đúng không? Mặc dù câu này cũng khá là dễ thôi. Đúng nhỉ? Đáp án chúng ta sẽ là gì nhỉ? Taisetsu na hito o, đúng nhỉ? Taisetsu na hito o ushinatte hajimete. Ushinatte hajimete kizuita koto ga aru, đúng nhỉ? Chỉ khi gì đấy, chỉ khi mà đánh mất người quan trọng rồi thì tôi mới nhận ra, thế nhỉ, mới nhận ra là họ quan trọng đến mức nào nhá. Đó là ý nghĩa của câu này. Hay, và chúng ta đã xong toàn bộ ngữ pháp của bài ngày hôm nay rồi. Và cuối mỗi một bài thì chúng ta sẽ quay trở lại cái phần gì nhỉ, phần đọc hiểu, tức là phần bài văn dài đúng không, để cùng nhau gì nhỉ, nâng cao cái khả năng đọc hiểu của mình, cũng như là tổng hợp lại toàn bộ những cái ngữ pháp mà mình đã từng học trong bài này nhá. Đây là phần Doniu Kewa, cũng khoảng Doniu Kewa đúng không nhỉ? Rồi, mẹ lại một chút nhé. Mẹ lại nhìn thấy như đồng nhé. Đồng đúng không? Rồi, nhớ cùng nhau đọc nhé. 最近外国人の街として知られている東京の新大久保を歩いているとベトナム、ネパール、そしてタイ人 lưu học sinh đã một tổ mộ ôi kỳ gà sử. Đúng rồi, đó rất là tốt đúng không nhỉ? Trước tiên khi mà vào một câu bao giờ mình cũng nói rất là nhiều lần rồi, đó là khi mà muốn dịch một câu dù nó câu dài mấy thì cũng phải xác định đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ và cứ thế dịch từ dưới lên cho mình nhá. Câu này mình sẽ chia làm mấy vế câu nhỉ? Vế câu này đi. Khi mà gì nhỉ? Khi mà đi bộ ở đâu đâu đó thì kỳ gà sử thì có cảm giác thế nào thế nào đó nhá. Thì bây giờ mình sẽ nói như nào bây giờ nhỉ? Dạo gần đây, Saikin, thế nhỉ? Dạo gần đây khi mà đi bộ ở con phố gì nhỉ? Shinjuku. Trong số các bạn đang học thì có bạn nào ở Shinjuku không? Đấy nhỉ? Khi mà đang đi dạo ở con phố Shinjuku thuộc gì đấy? Thuộc Tokyo, vốn là nơi mà được biết đến. Đấy nhỉ? Vốn là Shirarete thì các bạn đúng không? Vốn là nơi được biết đến là một cái thành phố hay là cái khu phố dành cho người nước ngoài. Thì tôi có cảm giác như nào đó, Kigasuru có cảm thấy nào đó. Có cảm giác rằng là gì nhỉ? Vietnam, Nepal, soして Thai人 lưu học sinh là một tổ mỗi kỳ hạ sử dụng. Thì tôi có cảm giác rằng là gì đấy nhỉ? Những cái du học sinh, người gì? Người Việt Nam, người Nepal hay là người gì đấy nhỉ? Người Thái Lan thì nhiều nhất nhá. Một tổ mỗi, được nhỉ? Một tổ mỗi. Tiếp này, câu số 2 em đọc nào. 調べてみたら Vietnam 人 lưu học sinh の数はなんと5年前から増加する一方で、これからも増えていく見込みらしい。Đây chính là cái câu mà vừa nãy chúng ta trích từ trong mà chúng ta gặp rồi trong bài học rồi đúng không? Thì khi mà điều tra, khi mà tìm hiểu, Shirabete mitara đúng không? Khi mà tìm hiểu thì tôi mới gì đấy nhỉ? Tôi mới hiểu được cái điều rằng là gì đấy nhỉ? Rằng là Vietnam 人 lưu học sinh của Kazu là nanto, cái từ nanto này thể hiện sự bất ngờ nhá, phải đến mức thế nào nào đó nhá. Nanto, 5 năm mai kara zouka suru ippo de kore kara mo fuete iku mikomi rashi. Khi mà tìm hiểu thì mới thấy bảo rằng là, mới nghe nói rằng là
người ta dự đoán, à không phải người ta dự đoán là gì nhỉ, cái số lượng du học sinh người Việt thì từ 5 năm trước đã có chiều hướng tăng lên, và gì nhỉ, người ta dự đoán rằng nó sẽ còn nó sẽ còn tăng tiếp trong tương lai tới, được chưa? Ok, rồi câu này vừa nãy dịch của bạn kia cũng không có gì khó đúng không? Tiếp theo nè, mình có câu gì đây? Shin-okubo といえば、はい、韓国の街というイメージがあったが、うん、少しずつ韓国語の看板や韓国人留学生は消えつつある。đúng rồi, thứ nhất といえば ngày xưa mình học ở trong N3 rồi nhé, といえば gì nhỉ? Nếu mà nói đến, đúng rồi, nếu mà nói đến ví dụ Vietnam の料理の、Vietnam の料理といえばやっぱり phở でしょ, đúng nhỉ? Khi mà nhắc đến, khi mà nói đến cái gì gì đó thì bao giờ trong đầu mình cũng hình dung được một cái gì đó nhá. Thì nếu mà nói đến Shin-okubo, nếu mà nói đến Shin-okubo thì nó vốn có cái image là một cái hình dung mà người ta nghĩ đến nó về một cái thành phố hay một cái khu phố của gì đấy nhỉ? Hàn Quốc đúng không? Tuy nhiên thì gì đấy? Thì có một cái sự thay đổi gì đó này. 少しずつ韓国語の看板や韓国人留学生は消えつつある。Tuy nhiên có một cái gì đang dần dần thay đổi là gì nhỉ? Tuy nhiên gì? Gần đây thì những cái kan ban là cái gì nhỉ? Cái biển hiệu. Cái biển hiệu của tiếng Hàn hay cũng như là số lượng học sinh người Hàn thì đang dần dần biến mất. Đúng không? Không phải dễ đúng không? Hay và chúng ta bước tiếp sang câu tiếp theo nhé. Câu tiếp theo thì chưa phải là câu cuối nhưng mà có vẻ là khá là dài. À đâu, câu này thì đúng không? Hãy cùng nhau nhìn nhá. Câu này là gì nhỉ? Na ze Đông Nam Á Á no đi qua sẽ là thuê tới được nó đạt được cả. Câu này là sao mà câu hỏi? Câu này là gì nhỉ? Câu này là tại sao số lượng du học sinh của Đông Nam Á lại tăng lên như vậy nhỉ? Đúng rồi, tại sao số lượng du học sinh của Đông Nam Á lại tăng lên như vậy nhỉ? Chúng ta có từ Đông Nam Á Á là Đông Nam Á nhất, Đông Nam Á Á. Rồi tiếp theo này, em đọc tiếp câu này cô nhá. いろんな理由があるだろうが、私の知り合いのベトナム留学生ズンさんのことを話すと、若いうちに先進国で経験したいことが多いのがその理由らしい。うん、今回は私に言うと、今日の句題も、句題だ、あの句が題も、いろんな理由があるだろうが、反らせこに有理由、私には。Hẳn là sẽ có nhiều lý do. Tuy nhiên gì nhỉ? Khi mà tôi gì đấy, 私の知り合いのベトナム人留学生ズンさんのことを話すと, khi mà nói chuyện kể về gì nhỉ? Kể về cái cậu Dũng, người gì đấy, người du học sinh người Việt Nam mà vốn là người quen của tôi, thì cậu ấy bảo rằng như sau này. 若い時に先進国で経験したいことが多いのがその理由らしい。Thì cậu ấy bảo rằng là gì nhỉ? Lý do là bởi vì gì nhỉ? Trong lúc còn trẻ, nhớ cái ví dụ, nhớ cái ngữ khác này không? Trong lúc còn trẻ thì gì đấy? Thì có rất là nhiều điều mà cậu ấy muốn được trải nghiệm ở Senshin Quốc cửa này nhỉ? Những đất nước phát triển. Đúng rồi, những đất nước phát triển giống như là gì đấy? Giống như là Nhật Bản chẳng hạn. Đó, thì câu này dịch trơn tru lại nhá. Có vẻ như là hẳn là sẽ có rất nhiều lý do. Tuy nhiên khi mà nói chuyện về một cái về gì nhỉ? Khi mà nói đến nhá, cậu Dũng vốn là một người quen, là người du học sinh người Việt Nam của tôi, thì cậu ấy nói rằng cái lý do đó là bởi vì khi mà còn trẻ thì có rất là nhiều thứ mà cậu ấy muốn gì nhỉ? Muốn trải nghiệm ở đất nước tiên tiến phát triển. Ok, rồi. Và chúng ta bước sang những câu tiếp theo nhá. Gần hết rồi, cố lên. Yeah, em đọc tiếp câu này nè. なので、今は日本で日本語学校に通いつつ、技術系大学に入るための準備をしている。đúng rồi, 準備をしているですね。cái từ つつ này mình học vừa nãy là gì nhỉ? Vừa làm. đúng rồi, vừa. Chữ tiếng Việt của em. chữ đúng không? Chính bởi vì vậy mà gì ấy nhỉ, mà vẫn là đang nói về cậu Dũng ấy chẳng hạn đúng không nhỉ? Chính vì vậy mà bây giờ thì cậu ấy vừa đi học trường tiếng Nhật ở Nhật Bản, và vừa gì nhỉ, vừa có những cái chuẩn bị để có thể vào những trường đại học mà gì nhỉ, trường đại học về chuyên ngành gì đấy, kỹ
thuật. Kỹ thuật đúng không? Chúng ta có từ ghi giữ chữ kệ đúng nhỉ? Ghi. Chỗ này nào bằng ghi giữ chữ kệ nhá. Ghi giữ chữ kệ. Ghi giữ chữ kệ đại học. Nhi hai để tham nó chuẩn bị thế được. Và có phải câu cuối cùng chưa nhỉ? Đọc tiếp câu này nhá. そして そして 10年後必ず学んだことを生かし ベトナムに戻って仕事をしたいと言った。Đúng rồi. Và cậu ấy có nói rằng, thấy chưa? Bây giờ khi mà các bạn bước sang N2 rồi thì bao giờ cũng phải nhìn thật nhanh chủ ngữ ở đâu và để tìm ngay rồi. Và cậu ấy nói rằng, đúng không? Tính Việt mình phải nói câu đầu tiên đúng không? Và cậu ấy nói rằng gì nhỉ? Gì đây? そして10年後必ず。Và khoảng 10 năm sau em muốn tận dụng tất cả những gì đã học ở Việt Nam, ở Nhật Bản ấy, đúng rồi. Và khoảng 10 năm sau thì em muốn tận dụng những gì đã học và chắc chắn em sẽ quay trở lại về Việt Nam để làm. Rồi, vậy. Tóm lại thôi, cậu này cậu ấy nói linh tinh quá, vô dịch lại cho mọi người dễ hiểu nhé. Và cậu ấy nói rằng 10 năm sau thì nhất định khả năng là dự nhất định là cậu ấy muốn gọi là gì nhỉ, trở về Việt Nam này, trở về Việt Nam làm việc và vận dụng tận dụng những cái điều mà cậu ấy đã từng học nhá. Mà nan đã cố tố ikashi Vietnam ni modotte shigoto shitai to itta. Thế nhỉ? Hay và chúng ta xem là wow. Wow, còn dài thế. Còn dài đúng không? Hình như đoạn này đoạn cuối cùng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau uống nốt nhé. Câu này là gì nhỉ? Shikashi kare wa 5 nen mae Nihon ni kite irai ichido mo Vietnam ni modotte naku furusato ni kaeritai toyu kimochi mo tsuyoi. Câu này nghĩa là gì nhỉ em nhỉ? Câu này mình dịch ra làm hai vế nhất kể từ khi này thì thế nào đó và thế nào đó. Tuy nhiên anh ấy thì sao? Anh Dũng nào? Anh Dũng Mori nào? Tuy nhiên anh Dũng thì kể từ ngày đến Nhật lúc 5 năm trước thì một lần cũng vẫn chưa về Việt Nam. Đúng rồi, chưa trở về Việt Nam lần nào và cái cảm xúc, cái tâm trạng mà anh muốn về quê hương thì cuối cùng là mạnh mẽ đúng không nhỉ? Năm năm đúng không? Và Nihon ni kuru mae made wa shiranakatta ga kuni o hanarete hajimete oya ya kuni no arigatami ga wakatta という. Câu này mình dịch là gì đấy? Trước khi đến Nhật thì anh ấy vẫn đúng rồi, ngắt ở chỗ này đúng không? Cũng có chưa biết gì cả đúng không? Hay là chưa hiểu được cái điều gì, nhưng mà kể từ ngày thế nào đó thì mới hiểu được cái gì đó nhỉ? Kể từ ngày mà xa quê hương thì anh ấy mới nhận ra được cái sự quan trọng của quê hương đất nước. Cái sự ý nghĩa của gì nhỉ? Của bố mẹ và của gì đây nhỉ? Của đất nước của mình, của quê hương của đất nước mình nhá. Hãy và câu cuối cùng, hình như là câu cuối cùng rồi thì phải. Chúng ta sẽ nhìn câu này nhá. Câu này là gì nhỉ? 今でもズンさんのように希望を抱いて日本に留学してしようとしている若者がまだまだ多いというのは日本にとってというのは何ですか？幸運である。幸運である。今回もご存知の結論が今日の今回は何ですか？cho đến bây giờ thì những cái người trẻ mà đang nuôi nấng ý định muốn du học ở Nhật Bản thì vẫn còn rất là nhiều, và đó là một cái sự, đấy là một cái niềm may mắn của Nhật Bản. Bạn nghĩa dịch rất là khôn khéo ở cái là bạn tách câu này làm hai câu đúng không? Tuy nhiên khi mà nhìn vào một câu các bạn nhớ phải nhìn cho mình nhá. Thứ nhất chủ ngữ nằm từ chỗ này này, từ chỗ này trở về trước, được chưa nhỉ? Tiếp theo Nihon ni totte kōun de aru, đối với đất nước Nhật Bản thì đây là một điều gì nhỉ? Điều may mắn. Cái điều gì điều may mắn thì điều may mắn đó chính là từ chỗ nồ quá trở về đến đây. Imademo Dung san no youni kibou o iraite Nihon de ryugaku shiyou to shiteiru wakamono ga madamada oi tte iu no wa. Cái điều rằng là bây giờ vẫn còn gì nhỉ? Bây giờ vẫn còn madamada oi, vẫn còn rất là nhiều những người gì đấy, người trẻ tuổi mà làm sao mà ấp ủ cái giấc mơ, cái nguyện vọng giống như là anh Dũng và gì đấy muốn đi du học Nhật Bản thì vẫn còn rất là nhiều, thì cái điều này đối với đất nước Nhật Bản là một điều rất là may mắn. Ok, rồi. Hay, và như vậy là hôm nay chúng ta đã học qua
bảy ngữ pháp đúng nhỉ, bảy món ngữ pháp, rất là nhiều món ngữ pháp từ gì nhỉ, veyo toshiteru tsutsuaru này, hay là ippo da bakari da, hay là gì nữa, mấy ngữ pháp cuối cùng là veti da hajimete đúng không nhỉ. Hay, và bài học của chúng ta sẽ còn rất là nhiều khóa học N2 đúng không nhỉ, những cái bài ngữ pháp sẽ còn rất là nhiều. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye. Quay xong rồi, mệt quá. Cái này còn cái này chưa đã. Anh xem cái đấy là bao nhiêu phút? Trước không xem được. Mệt quá trời luôn. Bây giờ cô Thanh vừa có em bé thôi, còn vừa quay nữa. Khổ lắm mọi người à. Lại bắt đầu kêu ca đấy. Bị ông Dũng ông bắt đi làm này. Em bé đang kêu mẹ ơi con về. Thôi nhá, chào mọi người. Chào mọi người nhá, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có được kết quả tốt nhé.